Thì bài thi nói là bao gồm 4 phần. Mình đã có clip phần 1 đưa lên. Mình đã có các đề thi đưa lên. Và đó là nội dung sẽ thi. Đúng không? Cộng với bài giảng của mình trực tuyến như thế này. Các bạn đang học với mình cái bài giảng trực tuyến. Các bạn học để làm gì? Học để các bạn hiểu được cách xử lý đáp án. Học để mọi người biết cách làm cho những đề xuất hiện trong vòng thi mà là đề mới. Chứ mọi người không thể học thuộc lòng được. Mọi người biết bao nhiêu đề đó mà học thuộc lòng. Mình dạy mình, mặc mình là người nắm bộ đề, mình còn không biết là có bao nhiêu đề trong ngày thi, thì các bạn không thể biết được. Được chưa? Như vậy mọi người nhớ. Và đi thi mọi người nhớ rằng là cái phần thi nói sai ngữ pháp, sai phát âm là chuyện bình thường. Vậy người ta sẽ chấm cái gì thưa các bạn? Chấm cách bạn truyền tải ý tưởng. Người ta sẽ chấm cách bạn truyền tải ý tưởng. Và mỗi bạn sẽ có mỗi ý tưởng khác nhau. Mỗi bạn sẽ có mỗi ý tưởng khác nhau. Đúng mọi người ha. Như vậy các bạn lưu ý nhé. Các bạn lưu ý cho mình ha. Bây giờ phần 1. Phần 1 mình đã có clip rồi. Bây giờ mình lấy 3 câu của phần 1 để mình tạo ra một cái đề thi hoàn chỉnh. 3 câu này từ đâu ra? 3 câu này từ clip phần 1 mình đã đưa ra. Rất tội cho những hội nhóm áp tích. Đúng rồi, nó gọi là áp tích sinh viên, sinh vúng gì đó. Ok, nó lấy cái bộ đề của mình mà nó chẳng biết làm cái gì cả. Nó thêm rất là nhiều câu. Nó nói rằng là có 40 câu ở phần 1. Ở đâu ra 40 câu? Chỉ có những câu mà clip phần 1 mình đã đưa lên cho các bạn. Những câu đó thôi. Và chúng ta chỉ thi những câu đó thôi các bạn ạ. Chúng ta chỉ thi những câu đó thôi các bạn ạ. Được không? Rồi, bây giờ câu hỏi đầu tiên, mình lấy 3 câu ngẫu nhiên câu hỏi đầu tiên. Những câu hỏi này ở trong clip mình đã nói là đi thi, nó sẽ hiển thị lên trên màn hình. Như vậy câu hỏi đầu tiên nói gì? Tell me about your typical day. Hãy nói cho tôi nghe, hãy nói cho tôi nghe về các hoạt động hàng ngày của bạn. Đúng không? Hãy nói cho tôi nghe về hoạt động hàng ngày của bạn. Như vậy, mình sẽ nói rất bình thường. Mình nói gì các bạn? Yes, I usually get up at 6 a.m. Then I brush my teeth and wash my face. And after that, I eat pho or noodles before I go to school. I learn at school up to 5 p.m. I go home, I study, and I sleep at 9 p.m. Như vậy, một câu ở phần 1 là 30 giây. Và bạn phải nói gần với thời gian được đưa ra. Hạn chế không được nói hả. Không được nói hả. Đúng rồi, mọi người lưu ý nói giùm thầy nha. Và thêm một cái nữa là gì thưa các bạn? Các bạn không được ấp a ấp úng quá nhiều. Và bạn không được ngồi im lại. Nó sẽ kích bạn ra ngay lập tức. Như vậy ví dụ câu này. Nhìn vào mọi người thấy chữ typical day là hỏi về hoạt động hàng ngày của bạn. Vậy mọi người rất là yếu thì các bạn sẽ nói sao? Mình có yếu cỡ nào mình có nói sao? Mọi người mình nói gì ạ? Mình nói là yes I get up at 6 a.m. in the morning. I go to toilet and then I go to school and then I study and I go home at 4 p.m. and then I eat dinner and I sleep at 11 p.m. Đấy, có nhiều bạn sinh viên nói rất bình thường, nó and rất là bình thường, nhưng nó phải có ngữ điệu. Nó phải có ngữ điệu. Còn em ngồi cái mặt trầm mâm mà em cứ ngồi em à há ba lần là hết giờ. Em à há ba lần là hết giờ. Em à há ba lần là hết giờ. Nói rõ cho em như thế nha. Rồi, đến câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 nó hỏi gì vậy các bạn? Nói nha. What did you do yesterday? What did you do yesterday? Ngày hôm qua bạn làm cái gì vậy? Ngày hôm qua bạn làm cái gì vậy? Vậy nói rất bình thường. Nói sao? Yesterday I stay home to study the lesson because I have the exam today. So yesterday I learned speaking, writing and reading skill. And after that I go to the cinema. I watch the film named My. Nhiều bạn nói sắc dở. Bạn nói thầy ơi, thầy nói dở rồi, em nói dở hơn thầy nữa. Và em nói vậy nè thầy.
Yesterday I slept. I slept. Quá khứ I slept. And then I woke up. And then I went shopping. I went to Cop Mart. And then I went to cinema. And then I play game. Bình thường. Câu hỏi này đang hỏi về hoạt động ngày hôm qua của bạn. Bạn nói cho người ta hiểu mọi người đang truyền tải thông điệp nào. Mọi người hiểu không ạ? Chứ chúng ta đừng có đọc rờ rờ lên tư thì chẳng có cái ý nghĩa gì cả. Đúng không? Rồi gọi số 3 thưa mọi người. Gọi số 3. Nói mọi người ha. Tell me about the typical meal in your country. Hãy nói về cái bữa ăn thông thường trong quốc gia của bạn. Mọi người à, cái chữ này là bữa ăn thông thường chứ chẳng có nghĩa nào bữa ăn đặc biệt cả. Mọi người dịch bữa ăn thông thường giùm mình cái. Vậy nói sao? Yes, in my country, in Vietnam, people have three meals a day. People have breakfast, lunch and dinner. And for every meal, people like take fish, chicken, beef, vegetable. And they sit around the table, they eat and they talk together. Nó có câu trả lời nào là câu trả lời chính thống của nó? Em hiểu câu hỏi như thế nào thì em sẽ phản xạ như vậy. Mình sẽ có ba câu hỏi như thế này ở phần 1. Vậy mỗi câu là 30 giây. Rồi từ phần 2 đến phần 4 là mình thi trên cùng một đề mọi người ha. Phần 2 đến phần 4 là trên cùng một đề. Trên cùng một đề thi. Đúng không ạ? Như vậy ở từng đề thi nó sẽ có những yếu tố nó khác nhau. Trên cùng từng đề thi trên mỗi đề thi ấy, sẽ có mỗi yếu tố khác nhau. Và bạn phải đảm bảo rằng bạn biết đề thi hỏi cái gì, bạn biết cách xử lý bài thi nó ra sao. Ví dụ trong clip đã có rồi, nhưng mình cũng sẽ nói lại. Mình nói gì ạ? Đây, cái đề này ở phần 2 có một bức hình. Bức hình này là một người phụ nữ đang đi siêu thị. Xung quanh bãi là cái kệ hàng. Và người phụ nữ này đang đẩy xe hàng. Và tay bãi đang cầm cái sản phẩm. Và bãi cười nói rất là hạnh phúc. Như vậy mọi người đang làm gì? Như bạn nói, à đục, bức hình mà sao ông thầy phát thảo sao vậy? Không mọi người ạ, hình ảnh là yếu tố bản quyền. Mình sẽ không có hình ảnh một cách chính thống được, mà mình phát thảo bức hình ra cho các bạn. Như vậy một người phụ nữ đang đẩy xe hàng trong siêu thị, đúng không? Và xung quanh là kệ hàng, và tay thì bà ấy cũng đang cầm sản phẩm, bà ấy cười rất là hạnh phúc. Đấy, như vậy để mô tả hình ảnh ở phần 2, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ nói cái câu cửa miệng là look at the background. Rồi I see, there is, there are cái gì? Các bạn phải rõ ràng ra. Mọi người nha, thầy nói là nè, look at the background, and I see, there are cái gì? Các bạn phải nói rõ ràng ra. Được nha, bạn nói càng chi tiết, điểm càng cao. Và trong câu nói của mọi người, phải có cái cấu trúc là chủ từ, cộng với to be, cộng với verb be. Đúng không? Phải có cái thì, hiện tại, tiếp diễn. Phải có, bắt buộc phải có cái câu thì, hiện tại, tiếp diễn trong cái phần mô tả hình của phần 2. Vậy các bạn đã học cái gì? Đã học cái quy tắc chung khi mô tả hình ảnh. Điều này đã được nói trong clip rồi. Cho nên thầy nói là gì ạ? Đi thi có đề mới là bình thường. Bạn cần phải hiểu cách xử lý đề mới. Đúng không? Mọi người phải hiểu chứ. Vậy mình soạn hòm đề cho này cho mọi người xem. Ví dụ mình soạn rất là sinh viên ha. Look at the background. I see there is a woman. She is in the supermarket. Because I can see many kinds of products around her, and she is, she having
a shopping cart and some brother she looks so happy, she looks so happy. Mình nói sao mình được? Đó là cái ý chính. Còn mình nói chẳng lẽ mình người học thuộc, chẳng thằng nào học thuộc được cả. Viết nói đây là những đề mình sẽ đi và mình không thể học thuộc được. Vậy nói sao ạ? Mình nhắm mắt luôn, mình không nói lại cái ý ban đầu mình đã soạn. Mình nói gì? Look in the background, I see one woman. She very beautiful. And I think she is in the supermarket. She is in the supermarket because I see she having the products in her hand, and she leading the shopping cart. The supermarket is so big, and many brothers around her. She looks so happy. She is smiling happily. Mình nói khác mọi người. Mình nói khác đáp án mọi người ạ. Như vậy, ý chính vẫn là câu chuyện. Người phụ nữ đẩy hàng đi siêu thị, xung quanh là kệ hàng. Người phụ nữ đẩy xe hàng, tay cầm sản phẩm và cười nói hạnh phúc. Thế đó, ý chính là như thế. Rồi, tất cả các đề thi của mọi người, câu hỏi đầu tiên vẫn đang là câu hỏi về thời gian. Câu hỏi đầu tiên của phần 2, sau khi mô tả hình ảnh ấy, câu hỏi đầu tiên của phần 2 vẫn đang là câu hỏi về thời gian. Vậy, nếu em dịch không ra câu này, em chẳng biết cái local shop là gì. Kệ nó em à. Câu hỏi này, câu hỏi đầu tiên này, mọi người nhớ nha. Câu hỏi đầu tiên này luôn là thời gian. Vậy em trả lời một mốc thời gian. Sau đó em đưa cái bản thân của em vào tình huống của bức hình. Nhưng mà ông thầy nói cái gì? Tôi chẳng hiểu cái gì cả ông thầy ạ. Ông thầy đang nói cái gì thế? À, tôi nói như sau thưa các bạn. Có phải tình huống của bức hình này là shopping không? Như vậy, em đưa bản thân của em vào tình huống bức hình là tình huống nào? Tình huống đi shopping. Vậy câu hỏi đầu tiên là hỏi thời gian. À, cái lần gần đây em đi mua sắm là khi nào? Ý là vậy đó. Nhiều đứa đi thi về. Mình đứng, có nhiều lần mình gác thi mà. Mình đứng sau lưng. Thầy, nó hỏi gì thầy? Hỏi ngu, dễ sợ. Thầy mình đã dạy câu hỏi đó là câu hỏi thời gian. Và không hiểu được câu hỏi thì gác bản thân vào cái bức hình mà nói. Vậy, shopping đúng không? Yes, I went shopping. Yes, yesterday I went to Top of Mark supermarket, and then I went around the Top Mark to buy something. I remember I bought candies, milk, sugar, and meat. And after that. I went to clothing store to buy a t-shirt. I was so happy with my t-shirt. Anh cái lần đây mua shopping là ngày hôm qua. Tôi đi siêu thị, đó là siêu thị có mát. Tôi đến đó, tôi went around. Tôi mua rất là nhiều sản phẩm, bánh mì, trứng sữa gì đó. Sau đó tôi đến khu vực bán quần áo và tôi mua một áo thun và kể ra, kể càng dài càng tốt. Như vậy mình chế ra, rồi gọi số 3. Sorry, câu hỏi. Sau khi mô tả xong bức hình, các bạn hỏi về thời gian. Câu hỏi tiếp theo của mọi người đa số là hỏi về quan điểm. Thưa mọi người ạ, đa số là hỏi về quan điểm. Các bạn lưu ý ha. Rồi, cho thầy uống miếng nước tí. Rồi, thầy nói tiếp cái chỗ này. Đúng giờ. Trong trường hợp ấy, cái máy của bạn mà mọi người không biết log in được á thì mình sẽ duyệt, còn không vào đúng giờ mình không duyệt đâu, bởi vì một số đứa nó lợi dụng cái việc học online này, nó share link, nó ghê lắm, nó cực ghê luôn, chứ phải là ghê. Ok, rồi bây giờ câu hỏi đầu tiên như thế này, cái hỏi quan điểm mà nó hỏi như thế này các bạn: tại sao việc mua sắm trên mạng nó lại phổ biến? Như vậy những câu hỏi về quan điểm, mọi người nghe đây, nó hỏi này: tại sao việc mua sắm trên mạng nó rất là phổ biến?
Như vậy mọi người tập nói cho mình câu này. Những câu hỏi bây giờ, những câu hỏi về chữ why. Why đúng không? How. Hỏi về quan điểm đấy. Hoặc là what do you think? Hoặc là what is your opinion? Thì các bạn cố gắng nói cái này cho mình. Cố gắng này các bạn. Mọi người cố gắng nói như vậy. I have some reason to support my standing. Why rồi đọc họ xuống. Cái chỗ này mọi người nên nhấn mạnh xuống. Mọi người nên nhấn mạnh đúng không? Rồi mọi người nói là the first reason is that. Rồi sau đó mọi người nói cho mình ý sai là the second reason is that. Mọi người nói ít nhất hai ý cho mình. Bạn muốn điểm cao, các bạn phải như thế. Và bắt buộc điểm phải cao. Mọi người biết, càng ngày nói chấm càng khó. Càng ngày nói chấm càng khó. Lý do vì sao thì các bạn biết rồi. Các nhóm hội, nhóm về áp tích, nó đang quậy chương trình này rất là nhiều. Họ càng chấm thì họ siết lại cái chất lượng của mọi người ạ. Họ chấm càng khó thì họ siết lại đấy. Như vậy mọi người lưu ý. Như vậy cái câu hỏi này là tại sao việc mua sắm trên mạng nó lại phổ biến. Như vậy nghe mình nói thử. I have some reason to support my standing. Why the shopping on the internet is so popular? The first reason is that we can stay home and we do everything quickly. We do everything easily. I mean, we don't need to go out. We don't need to ride to the supermarket. The second reason is that when we go shopping on the internet, we can compare the prices. For example, the store A and the store B, we can compare which is cheaper. Bởi vì sao? Mô tả hình 45 giây. Trả lời câu hỏi đầu tiên 45 giây. Câu hỏi thứ hai này cũng 45 giây. Vậy em nói là tôi có một vài quan điểm để support my standing. Tại sao việc mua sắm trên mạng lại phổ biến? Lý do đầu tiên là con người ta có thể tiết kiệm thời gian. Họ có thể ở nhà làm mọi thứ nhanh chóng. Họ không cần lái xe đến siêu thị. Lý do thứ hai là gì mọi người? Họ có thể so sánh giá cả giữa các cửa hàng và siêu thị. Ví dụ như store A và store B, họ sẽ chọn cửa hàng nào rẻ hơn. Hồi nãy mình nói đấy, đúng không? Nhiều bạn nói là thầy ơi, tại sao không soạn đáp án cho tụi em? Nó thực sự các bạn, soạn đáp án rồi đi thi nó cũng phải, các bạn đâu thuộc nổi. Đúng không? Như vậy mình nói the first reason is that mình sẽ soạn hợp một vài câu. Lý do đầu tiên là we can save time when we shop at home. I mean we can choose. Okay, we can buy the product online. We don't need to go to the supermarket. Đó, mình nói khác, mình viết khác, mọi người thấy không? The second reason is that we can compare prices between stores easily. For example, the store A and B, we can compare and know what store is cheaper. Đúng rồi. Đây là văn nói mọi người ạ. Đây là như thế. Được chưa mọi người? Đó là phần 2, phần 3. Phần 3 thì xin thưa mọi người, đi thi nó sẽ có hai bức hình, bức bên trái và bức hình bên phải. Các bạn nhìn đi. Bức bên trái là một người đàn ông đang ăn. Ở trên bàn có cái dĩa rau, có cái dĩa trái cây, có hai ly nước hoa quả.
Còn bên phải là một gia đình ba người, họ đang ngồi ăn ăn bánh pizza và trong họ rất là hạnh phúc. Đúng không? Rồi, như vậy để mô tả hai hình ở phần 3, các bạn phải nói câu cửa miệng là gì ạ? Look to the background. Look to the background. I see there are two pictures. Đúng rồi. Rồi, the picture on the left. The picture on the left. Có cái gì mọi người kể ra bằng cấu trúc lúc nãy. Đúng không? Sau đó mọi người nói the picture on the right. Có cái gì mọi người nói ra. Và 45 giây để mô tả hai bức hình. 45 giây để mô tả hai bức hình. 45 giây để mô tả hai bức hình. Như vậy, mỗi bức hình bạn nên dành từ 20 đến 22 giây. Mỗi bức hình bạn nên dành từ 20 đến 22 giây. Và mình sẽ nói thử cho mọi người xem ha. Mình nói thử coi. Ok, let's see. Look at the background. I see there are two pictures. The picture on the left. I see there is a man. A man, he is sitting at the table. Sitting at the table. And on the table, I see there is a dish. A dish of vegetable and a dish of fruit. And I also see there are two cups of juices. I don't know what is it. What are they? And maybe the men are eating alone. And the picture on the right, I see there are one, two, three people. They are eating pizza. They are talking. They are eating so happily. Mình sẽ chia thời gian ra để 20 đến 22 giây bên trái, 20 đến 22 giây bên phải. Thì nó sẽ đủ bao nhiêu giây? Nó sẽ đủ 45 giây thưa các bạn sinh viên. Nó sẽ đủ 45 giây thưa các bạn sinh viên. Được chưa? Rồi. Như vậy các bạn phải nói. Các bạn không thể chờ đáp án của mình được. Đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái câu hỏi này. Hỏi này người ta hỏi gì mọi người? Two kinds of food you refer to eat. Sorry mọi người. Các bạn nhớ này. Mọi người nhớ cụm từ là which of. Mọi người nhớ cụm từ which of. Chữ which of thì các bạn sẽ chọn một trong hai đối tượng. Các bạn đợi thầy tí. Khi nào mà câu hỏi nó dùng chữ which of á, which of á, mọi người sẽ chọn một đối tượng. Bạn chọn một đối tượng ha, bạn chọn một đối tượng trong cái clip hay nói rồi. Chọn một đối tượng, có thể là đối tượng bên trái hoặc là đối tượng bên phải để nói. Bạn chỉ chọn một đối tượng bên trái hoặc đối tượng bên phải để mọi người nói. Như vậy nó nói gì? Chi food là gì mọi người? Food là đồ ăn. Chi food là đồ ăn, đúng không? Bạn thích ăn cái đồ ăn nào hơn? Bạn thích ăn cái đồ ăn nào hơn trong hai cái đồ ăn này? Well, ví dụ như thầy. Thầy mập, thầy thích ăn bánh pizza. Như vậy thầy nói sao? Yeah, I think I prefer to pizza. I think I prefer to pizza because when I eat pizza, I think I can eat with my girlfriend. And then I can enjoy many delicious pizza at the store. And beside that, pizza is my favorite food. Mình nói tôi thích ăn bánh pizza lắm bởi vì bánh pizza là món yêu thích của tôi và khi tôi ăn bánh pizza tôi có thể ăn cùng với người khác. Ví dụ như tôi ăn cùng với bạn gái của tôi, ăn cùng với bạn của tôi, và ngoài ra ăn bánh pizza sẽ giúp cho tôi cảm thấy nó sảng khoái gì đó. Tùy các bạn. Mọi người sẽ chọn một đối tượng để mọi người nói. Bạn có thể chọn ăn rau củ quả là tùy các bạn luôn. Hiểu chưa? Rồi bây giờ câu hỏi này, mọi người thấy cái gì ạ? Câu hỏi đầu tiên là chữ which of thì chọn một đối tượng. Câu hỏi thứ hai là tiếp tục là câu hỏi về quan điểm. Đã là câu hỏi về quan điểm. Các bạn phải nhớ câu cửa miệng nào là gì ạ? Đúng không? I have some reason. The first reason is that. The second reason is that. Mọi người thấy không ạ? Các bạn thấy không mọi người ạ? Như vậy ở đây, đây là câu cửa miệng. Vậy mình sẽ nói sao đây mọi người? Rồi, mình sẽ nói sao? Yes, I have some reason to support my standing.
Why? Why it is important to eat different types of food? The first reason is that. Lý do đầu tiên là gì? Mình sẽ nói này. Ăn nhiều đồ ăn khác nhau nó quan trọng lắm. Lý do đầu tiên là gì ạ? Là we can have enough vitamin for our body. We can feel stronger and healthier when we eat many kinds of food. The second reason is that, và lý do thứ hai là gì mọi người ạ? The second reason is that. Lý do thứ hai là gì? Rồi. Lý do đầu tiên là cung cấp đủ vitamin. Lý do thứ hai là gì? It's very good for us to live longer. We never have health problem, so we can live longer. Đây là văn nói, cho nên mình mới dùng cái kiểu từ ngữ như thế này. Có hai lý do. Lý do đầu tiên là cung cấp đủ vitamin, đúng không? Làm cho mình khỏe mạnh mỗi ngày. Lý do thứ hai là gì ạ? Và khi ăn đầy đủ các loại thức ăn khác nhau thì mình sẽ sống lâu hơn và sức khỏe mình nó dồi dào hơn đấy. Đúng không ạ? Như vậy nó liên kết ý 1, ý 2 là được. Được chứ mọi người? Mình phải nói. Nói chung là mình phải nói chứ mình không thể ngồi im lặng. Rồi phần 4. Mọi người nhớ. Chỉ phần 4. Mọi người nhớ này. Chỉ phần 4 mới có 1 phút ngồi suy nghĩ, đúng không ạ? Và 2 phút để nói cùng lúc, để nói cùng lúc 3 câu. Mọi người nha. Phần 4 là có 1 phút ngồi suy nghĩ và 2 phút để nói cùng lúc 3 câu. Phần 1, phần 2, phần 3 không có thời gian ngồi suy nghĩ. Như vậy câu hỏi đầu tiên là gì các bạn? Câu hỏi đầu tiên của nó vẫn luôn luôn là câu hỏi về thời gian. Câu hỏi thứ hai vẫn luôn luôn là câu hỏi về cảm xúc. Câu hỏi thứ ba là một câu quan điểm. Bạn nghĩ làm sao? Như vậy nghe đây. Nói đi, khỏi gì. Câu hỏi về thời gian bạn không cần hiểu. Bạn chỉ cần đọc lại câu hỏi, mọi người trả lời một thời gian là mọi người đã có điểm. Nhưng mọi người muốn điểm cao, các bạn phải nói thật nhiều ý. Thời gian mình xé nhỏ ra thêm. Rồi, câu hỏi thứ hai bạn không cần hiểu câu hỏi, mọi người cho thầy một cái cảm xúc nào đó, các bạn đã có điểm. Nhưng mọi người làm màu làm mè ra để kéo dài ra. Và câu hỏi số 3 là câu hỏi về quan điểm. Câu hỏi về quan điểm của câu hỏi số 3 này nó sẽ khó hơn so với câu hỏi về quan điểm ở phần 2 và phần 3. Vậy khó là khó câu cuối cùng này đây. Vậy mình dịch nghĩa nha. Hãy nói cho tôi nghe về cái lần bạn chơi hoặc là bạn thấy ai đó chơi một cái môn thể thao mạo hiểm. Cái này được gọi là thể thao mạo hiểm thưa mọi người. Leo núi, nhảy dù, đúng không ạ? Nhảy máy bay, đúng không ạ? Rồi lặn xuống nước. Đấy, đó là những môn thể thao mạo hiểm. Rồi, câu hỏi số 2, bạn cái môn thể thao mạo hiểm nó làm cho bạn cảm thấy như thế nào? Hay nói cách chính xác là bạn cảm thấy thế nào? Bạn cảm thấy thế nào khi bạn chơi môn thể thao mạo hiểm? Hiểu không mọi người ạ? Vậy bây giờ thầy trò chúng ta sẽ nói. Và câu hỏi cuối cùng nói chứ, chỉ những người lớn tuổi nên chơi môn thể thao mạo hiểm, mọi người nghĩ sao? Vậy mình sẽ nói. Câu đầu tiên mọi người dùng chữ firstly rồi đọc câu hỏi số và trả lời. Được chưa mọi người? Rồi, câu hỏi số 2 mọi người dùng chữ gì ạ? Mọi người dùng chữ secondly. Mọi người đọc hỏi số và trả lời. Câu hỏi cuối cùng mọi người dùng chữ gì ạ? Finally. Đọc hỏi số và mọi người trả lời. Vậy bây giờ
Thầy cho chúng ta câu hỏi đầu tiên. Thầy sẽ làm mẫu ở đề đầu tiên cho các bạn. Firstly, the time I did some extreme. Chữ đọc là extreme mọi người, extreme sport. Rồi mình lên giọng cái mình nói last month I went climbing with my friend. We went to Tây Ninh and climb Bà Đen Mountain. We spend more than 4 hours to climb this mountain. Mình làm màu làm mè rách. Câu hỏi số 2. Yeah. I always feel happy and excited when I do a gym sport. When I do a gym sport. For example, nhớ này. Sau khi em nói được cái cảm xúc rồi, nghe thầy giảng nhé, em nói được cái cảm xúc rồi, rồi em lấy cái ví dụ, ở cái câu số 1 để nói tiếp. Là sao nhỉ? Đây, phần giả mốt mọi người xem, phần giả mốt. I went climbing with my friend at Bà Đen Mountain. I felt excited and proud of myself a lot. Là sao? Mình lấy lại tình huống ở câu hỏi số 1 là mình làm cái gì? Mình đi lên núi đúng không? Phải dám đó, ai cái chuyện đó. Và tôi cảm thấy rất là sung sướng. Tôi cảm thấy rất là tự hào về bản thân của tôi. Đó là cách mình sẽ nói. Đề nào mình không biết, mình cứ nhớ câu hỏi thời gian trả lời kiểu này. Câu hỏi thứ hai cảm xúc trả lời kiểu này. Câu hỏi số 3, câu hỏi này là câu hỏi khó. Nhiều đứa đi thi, thầy ơi em không thi đúng ngày. Em không thi đúng ngày mong đợi, em lo quá, thầy giới hạn đề cho em đi, đề cho em đi. Thầy nói luôn, thầy sẽ không giới hạn, mãi mãi thầy không giới hạn. Bởi vì thầy giới hạn và cái tuổi áp tích, nó lấy đúng cái đề của thầy, nó mua bán cho sinh viên, cho nên thầy không bao giờ giới hạn. Thầy sẽ dạy đúng những gì mà chương trình thi đang ra. Vậy các bạn học cho nó chuẩn để mà các bạn đi thi. Đúng rồi, chứ các bạn đừng có học, mọi người đừng có chờ nhá. Rồi bây giờ họ cuối cùng nói gì mà chỉ người lớn tuổi chơi môn thể thao mạo hiểm luôn. Bạn nghĩ sao? Yes, I agree. Thì quan điểm luôn luôn là câu hỏi này. I agree with this idea. I mean adults là những người lớn tuổi. Adults have enough skill to do a gym sport. I mean, they know how to protect themselves and overcome problems when they do this ball, right? Đúng rồi. And moreover, adults are very healthy and so they rarely là gì? Hiếm khi có các vấn đề, có các sự cố xảy ra. Vậy ba câu này trả lời cùng một lúc. Vậy câu cửa miệng là firstly. Câu cửa miệng là secondly. Câu cửa miệng là finally. Được chưa? Và nhớ đây, câu số 1, câu 2, câu nào cũng được. Trả lời một mốc thời gian, làm màu làm mè ra. Câu số 2, trả lời cảm xúc ra, rồi lấy tình huống ở cái câu số 1 để trả lời nó ra. Và câu số 3 là một câu quan điểm. Hãy nói cái gì bạn biết là được. Vậy, đó là đề số 1. Được. Có rất nhiều cái vấn đề, có rất là nhiều cái sự nỗ lực mà mình mong đợi từ các bạn. Từ kỹ năng viết,
sang kỹ năng nói, các bạn phải nỗ lực dành, đừng chờ gì hết à, nha. Đừng chờ gì hết, các bạn lưu ý nha mọi người ha. Ok rồi, rồi mọi người lưu ý giùm mình, chờ đợi chuẩn được chưa? Bây giờ mình qua đề số 2. Mình qua đề số 2. Bức hình này không biết là có ai giơ tay để nói hay không. Hai người đàn ông đang mặc đồ vest và ngồi trên ghế sofa. Một người đang đọc báo, người còn lại đang nhìn vào cái điện thoại. Đúng không? Rồi, và hai người đàn ông này họ đi cho lại. Và họ đang ở trong cái phòng khách này, trong cái phòng khách, đúng không? Cái phòng khách này nó rộng đúng không? Có cái cửa sổ rồi cái rèm cửa các kiểu. Chi tiết, mọi người muốn chi tiết thầy cho mọi người sự chi tiết của nó. Vậy thầy cho mình tiếp tục nói sao? Câu cửa miệng phải là câu gì vậy các bạn? Câu cửa miệng phải là câu look at the background. Look at the background. I see there are two men. They are in the living room. They are in the living room, right? And then they are sitting on the sofa. And one man is reading newspaper, and the other is looking at his phone, and they look so comfortable when they are in a big living room. Mình nói màu nó mè ra, các bạn thấy không? Các bạn có để ý rằng là mình nói mình hay làm màu làm mè, mình kéo dài ra. Bởi vì sao mọi người? Một bức hình là 45 giây. Và từng câu hỏi ở đây cũng 45 giây. Thưa các bạn. Đúng không mọi người ạ? Như vậy mọi người không có nói dài nói dòng thì điểm nó thấp lắm. Rồi, các bạn xem. Đề này là đề khó chịu thứ hai. Vì sao? Đề này có vấn đề gì mọi người thấy chưa? Câu hỏi đầu tiên của phần 2 nó không phải là câu hỏi về thời gian. Đúng là hầu hết tất cả các câu hỏi đầu tiên của phần 2 luôn là hỏi thời gian. Nhưng cái đề này không phải là hỏi về thời gian. Mà hỏi như sao mọi người? Ê thằng kia, mày đọc tin tức mỗi ngày như thế nào vậy? Đó, câu hỏi nó vậy đó các bạn. How do you find out about the news every day? Mày đọc tin tức mỗi ngày như thế nào vậy? Cái câu hỏi hỏi về như thế nào là hỏi về cách thức mọi người ha. Như vậy thầy sẽ nói cách thức mọi người nghe đây. Yes, every day I read the news by reading newspaper. I read online newspaper. For example, I read tuổitrẻ.vn, thanhniên.vn to update the news in Vietnam and the news around the world. And besides that, I watch TV. I watch the news on the VTV1, on the FTV7, or 60 seconds on TV every night. And I watch the TV with my parents. Hay nói gì? Tôi cập nhật tin tức mỗi ngày bằng việc đọc báo. Tôi thường đọc báo điện tử như là báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ, báo Zin. Tôi đọc và tôi thảo luận các tin tức với gia đình của tôi. Ngoài ra là chúng tôi cũng xem tin tức trên TV. Chúng tôi chọn VTV1, HTV7, VTV3 để xem các mẫu tin tức. Oh yeah, em nói kiểu gì chuyện của em. Đúng không? Rồi câu hỏi này là câu hỏi tại sao? Tại sao cần phải cập nhật tin tức mỗi ngày? Mọi người ơi, lại hỏi tại sao? Và những cái cửa miệng thầy không nói lại, thầy nói ngay từ đây. The first reason, lý do đầu tiên là gì các bạn? Lý do đầu tiên là we can find it easy to know what is happening around the world. We can understand more about the politics, chính trị là politics,
the fashion, the music, and so on, in Vietnam and in the world. And the second reason is that we can learn some useful knowledge for ourselves, is that we can learn some useful knowledge for ourselves because we can know the new things easily. Mình cứ nói như thế, lặp đi lặp lại những kiểu này. Lý do đầu tiên là gì ạ? Đó là cập nhật tin tức mỗi ngày nó dễ dàng. Cập nhật về tin tức về chính trị, về thời gian, về âm nhạc và mọi cái ở Việt Nam và thế giới. Ngoài ra là gì ạ? Việc đọc tin tức mỗi ngày sẽ giúp mình học được những kiến thức bổ ích, những kiến thức mà bấy lâu nay mình không biết, hoặc những kiến thức mà mình đã bị lỗi thời. Có nhiều cách để mình nói, thấy không ạ? Chúng ta đang cần cái điều này. Chứ các bạn khi nào nói thầy ơi khó quá, bước vào phòng thi đề mới là bình thường, thầy nói luôn, bước vào phòng thi đề nói là bình thường. Bây giờ các bạn, bạn nào hỗ trợ phần 3 giùm thầy xem. Các bạn hỗ trợ phần 3 coi. Mời các bạn xem đi. Các bạn xem ở. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu. Ở phần 3 mọi người thấy là bên trái là một gia đình 4 người. Có bố mẹ, đúng không? Một đứa trai, một đứa gái đang đứng trước một ô tô màu trắng. Đúng không ạ? Người mẹ đang cầm cái điện thoại để chụp hình cả gia đình. Ok? Bên phải là một người đàn ông đang ngồi một mình trong phòng. Anh ấy đang viết cái gì đó vào cuốn sổ và có một cái đài, cái radio trên cái bàn cạnh anh ta. Như vậy mình sẽ nói như thế nào? Cái câu cửa miệng vẫn là câu gì các bạn? Câu gì? Look at the background. I see there are two bitches, đúng không? Đúng mọi người, the picture on the left, there is blah blah, các em nói ra. Và sau đó em lại chuyển tiếp cái bức hình bên phải có gì blah blah, em nói ra. Nhớ dùng thầy vấn đề này. Em phải nói càng chi tiết điểm càng cao. Và chia thời gian ra mỗi bên 20 đến 22 giây. Các bạn nha, và mình nói nha. Mình nói thử cho mọi người nghe thử để mọi người đánh giá này. Mình không quá là tuyệt vời, nhưng mà nó phải rõ ràng. Let's say look at the background. I see that two pictures. The picture on the left. There are four people. Two parents, a son and a daughter. I mean a little boy and a little girl. They are a family. They look so happy. They are standing in front of a white car, and the mother is taking the pictures of the family. And the picture on the right, I see there is a man. The man is in the bathroom and he's writing something on the notebook, I think so. And next to him, I see the radio. Maybe he listening to the radio and writing something. Mình phải nói chia đều thời gian ra. Rõ tiếp theo nó nhìn nói gì. Mọi người xem. Có này lại là hoài luôn các bạn ha. Chua à. Mọi người thấy đề này chua hả? Đề này chua ha. Đề này đề sinh viên của thầy mới thi ngày hôm qua. Hôm nay thứ ba đúng không? Đúng rồi. Mới thi ngày hôm qua. Đó đề này đề sinh viên thầy mới thi ngày hôm qua. Vậy đó. Thầy ơi đề này mới thầy ơi. Mới là mới. Em phải hiểu. Đúng rồi mọi người xem ạ. Bây giờ mọi người xem. Giữ kỷ niệm bằng hình ảnh hay là bằng từ, có nghĩa là sao? Mọi người nhớ tình huống này, tình huống của nó là gì á? Bên trái là mẹ chụp hình cho gia đình, bên phải là người đàn ông ổng đang chát cái gì đó. Và mọi người biết chữ memory là kỷ niệm. Mày thích giữ kỷ niệm bằng hình ảnh hay là bằng những từ, những chữ trong cái quyển vở, và tại sao? Mọi người có nhớ hồi nãy không? Hồi nãy mình nói cái chữ gì ta? Cái câu hỏi gọi chữ which of ấy. Đây này các bạn. Đây các bạn thấy không?
nó vẫn là which of these. Và cái chữ which of these này nó vẫn dùng chữ gì? Refer. Thấy chưa? Nó vẫn dùng chữ refer. Nó vẫn dùng chữ refer, mọi người thấy chưa? Rồi sao đây? Vậy em xin lỗi mọi người, em rất là gà mờ, em không hiểu. Thì em tự đưa tình huống bức hình là gì? Chụp hình và ghi, ghi lại nhật ký. Như vậy mày thích chụp hình hay mày thích ghi lại nhật ký? Và tại sao chọn một đối tượng bên trái và một đối tượng bên phải để nói? Vậy thôi, dễ lắm. Mà đi thi nó không hình dung được câu hỏi. Vậy mình nói nhé, mình nói nè. Yes, I think when we keep memories in pictures, it's very good because we can reveal the memories easily. I mean, we can look at the face of our granddaddy, grandmommy, daddy, mommy, and everyone in our. And beside that, when we feel sad, we can look at the pictures and we feel happier again, happier to work and happier to study every day. Quan trọng là ngữ điệu, em phải có lên có xuống như thế. Chứ không chơi đọc, không được chơi đọc. Em mà đọc là em cẩn thận, em phải có ngữ điệu lên xuống. Rồi bây giờ, câu hỏi này chính thức là hỏi về quan điểm này. Ê thằng kia, tại sao con người ta thích chụp hình trên điện thoại? Thấy không? Nhiều đứa nó vô nhà vệ sinh cái mũi thối rùm vậy mà nó vẫn chụp qua cái điện thoại của nó, chụp qua gương đứng để chụp rồi trong bờ la la trong đó nhìn buồn cười lắm. Rồi bây giờ chúng ta xem ha. Xem câu này, right? Ok, mình sẽ trả lời câu này như thế nào thưa mọi người? Mình sẽ trả lời câu này thưa mọi người. Vậy tại sao bây giờ hỏi về quan điểm thì cái câu mặc định, cái chữ mặc định mình không nói ha. The first reason is that, lý do đầu tiên là tại sao người ta thích chụp hình trên điện thoại? It's very convenient when taking pictures on phone, or other phone. People don't need to carry a camera or bring out the pictures after taking. Đúng không ạ? The second reason is that people find it easy to take những cái beautiful moments every day. Lý do thứ hai là có người ta sẽ dễ dàng để chụp lại những khoảnh khắc đẹp mỗi ngày một cách dễ dàng luôn. Đúng không? Đúng không mọi người? Đấy, họ có thể đi ra ngoài, họ cầm cái điện thoại và họ có thể thấy cái gì đó bất ngờ diễn ra là họ chụp liền. Đúng không? Bất ngờ xảy ra là chụp liền. Các bạn lưu ý ha, bất ngờ xảy ra là chụp liền. Đúng không mọi người? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói ha. Như vậy các bạn lưu ý phải tập nói đi. Bây giờ mình sẽ nói kiểu này, nó đơn giản cho mọi người hình dung này. Yes, I have some reason to support my studying when I think the people like taking photos on the phone. Yeah, the first reason is that people can carry the phone easily. I mean, they go out with their family, they go out with their friends, and they don't need to bring a camera, and they can selfie, they can take the pictures and save on their phone. The second reason is that when they go bus somewhere and some places, they think it's beautiful. They are beautiful. They can take the beautiful moments are easily every day. Mình nói khác hoàn toàn với cái nội dung mình soạn ra. Mình nói khác hoàn toàn với nội dung mình soạn ra. Nhưng mà nó, ủa, ổng soạn ra, ổng còn nói khác. Rồi sao mình đi thi? No, ý mình nói rằng không có một đáp án chính thống cho bài thi này. Tụi mình chấm, khi tụi mình chấm nói là tụi mình chấm cái cách em truyền tải ý tưởng như thế nào. Còn những bạn ngồi cứ là em cẩn thận ngay. Em cẩn thận ngay, không có điểm đâu. Được chưa mọi người ạ? Được chưa? Rồi bây giờ mọi người qua phần 4 với mình xem.
Nó hỏi cái gì? Vãn lai hỏi thời gian, tuyệt vời ông mặt trời. Vãn lai hỏi về cảm xúc, tuyệt vời ông mặt trời. Câu hỏi này là một hỏi về quan điểm. Mình dịch nghĩa nghe. Hãy kể về cái lần gần đây. Con ngồi thẳng. Hãy kể về cái lần gần đây bạn dành thời gian với những người, với ai đó nhỏ tuổi hơn hoặc là lớn tuổi hơn bạn. Bạn cảm thấy thế nào khi bạn dành thời gian với họ? Hỏi số 3. Làm sao những người của những thế hệ khác nhau học hỏi lẫn nhau? Làm sao những người của các thế hệ khác nhau học hỏi lẫn nhau? Bây giờ nói sao ta? Mình nói cách nôm nôm hết. Mình nói cách nôm nôm cho mọi người nói sao? Bạn là firstly, bạn là secondly đúng không mọi người? Mình sẽ soạn nha. Bữa đầu tiên này mình sẽ soạn ha. I spent with younger people. Last night I talked to my uncle. We spent 4 hours. 4 hours talking about study and family in my bathroom. We had many stories to discuss with each other. I always feel excited and happy when I spend time with other people. For example, last night I felt very comfortable after I talked to my cousin. And finally, I think the people of different generation should be friendly. They need to be easygoing. Easy going to make friends with other people and willing to share everything in life. Moreover, the people of different generation should learn different talk and lifestyle to be more mature in every relationship. Mình nói cái gì vậy các bạn? Nhiều bạn chẳng hiểu mình nói gì cả. Mình soạn ra nhưng nhiều bạn cũng chẳng hiểu mình nói cái gì cả. Đúng mọi người, đây là câu chuyện rất bình thường. Mình nói là tôi nghĩ rằng những người của những thế hệ khác nhau để hiểu được nhau thì họ cần phải thanh thiện. Ý tôi là họ cần phải dễ dàng để mà kết bạn với mọi người, để chia sẻ với mọi người mọi thứ trong cuộc sống. Ngoài ra, những người của các thế hệ khác nhau nên tìm hiểu về những suy nghĩ, về những lối sống của nhau để mà trưởng thành hơn trong mọi cái mối quan hệ của họ. Nhưng mà anh thầy ơi, em làm gì biết mature, em làm gì biết chữ easy going. No em ạ. Đây là mình nói trên cương vị là một người biết, nhưng mình đang biết theo kiểu sinh viên. Người ha, mình đang nói theo kiểu sinh viên để mọi người cảm thấy nó khó áp lực. Cái đó là mình dặn các bạn là em hiểu sao em nói vậy, em đừng ngồi im lặng trong vòng thi. Nhớ, nghe đây. Tuyệt đối, các em nghe đây. Tuyệt đối, không ngồi im lặng trong phòng thi, trong cái phần thi nói ha, và tuyệt đối không được ấp úng quá nhiều, mình ghi vậy nó là quá nhiều lần, và để phải có ngữ điệu lên xuống rõ ràng.
có thể phát âm sai, em có thể ngữ pháp sai. Chuyện rất bình thường thưa em, chuyện rất bình thường thưa em. Nhưng em phải có ngữ điệu lên xuống nó rõ ràng. Em không có ngữ điệu lên xuống, em hãy cẩn thận điều đó. Em hãy cẩn thận điều đó thưa em. Em hãy cẩn thận điều đó thưa em. Được chứ mọi người? Đó là gì ạ? Hãy mô tả một cái bức hình có 5 người trong gia đình. Họ đang ăn tối hay tại nhà. Và mọi người đang cười nói rất là vui vẻ, đúng không? Và trên bàn ha, có cái dĩa thức ăn. Dĩa thức ăn đúng không? Có các ly nước. Đây, ly nước mọi người hát. Rồi, mọi người thấy quay lại cái đề mặc định. Cái đề gì vậy các bạn? Cái lần gần đây bạn ăn uống với ai đó, ăn uống với bạn bè, với gia đình của bạn là khi nào? Quay lại cái mặc định là gì? Là thời gian. Đúng không? Và thế ra là gì? Tại sao con người ta thích ăn uống cùng nhau? Đúng không? Phần 3. Đề là dễ. Hai gái một trai đang đọc sách trong thư viện. Họ đang cười vui vẻ. Vui vẻ. Và xung quanh họ, xung quanh là các quyển sách. Đúng không? Đây, các kệ sách, đúng không? Rồi, bên phải là một người đàn ông đang ngồi trong quán cà phê, đang viết cái gì đó trên tờ giấy. Và trên bàn là cốc cà phê. Cốc cà phê, đúng không ạ? Và xung quanh là các vị khách. Các vị khách khác đang dùng cà phê luôn. Đi cho mọi người. Rồi, câu hỏi đầu tiên là gì? Những khó khăn khi học trong những nơi này. Nhớ đây, nghe đây. Khi câu hỏi không có chữ refer, khi câu hỏi không có chữ which of, đúng rồi, khi câu hỏi không có chữ which one, đúng mọi người, khi câu hỏi không có chữ or, thì em sẽ mô tả cả hai bức hình. Vậy ý câu hỏi là sao? Là học bên trái là học ở thư viện, học bên phải là học ở quán cà phê. Có những khó khăn nào vậy? Hiểu không ạ? À? Mình hướng dẫn chi tiết để mọi người về chuẩn bị. Rồi, quay lại câu này. Mới nói xong, nó có chữ which place, nó có chữ refer, và em chọn một nơi. Em chọn hình trái hoặc phải để nó. Hình trái hoặc phải để nó, đúng không? Và đi giải thích. Rồi, phần 4. Phần 4 là gì các bạn? Phần 4 là gì vậy? Hãy kể về cái lần bạn dành tiền để mua cái gì đó cho bản thân của bạn. Mình giải thích 3 câu này. Nếu ai khéo xem các clip rồi sẽ phát hiện ra đề này đã có trong nhóm, đã có trong cái clip. Em hãy xem và em nói bài bản như một buổi thi chính thức. Buổi thi chính thức là gì ạ? Một bạn nói trong vòng 12 phút. Được chưa? Buổi thi chính thức. Một buổi thi chính thức là một bạn nói trong vòng 12 phút. Đúng mọi người, một bạn nói trong vòng 12 phút. Các bạn cố lên, các bạn không có sự lựa chọn nào cả. Các bạn phải nỗ lực. 12 phút quyết định cuộc đời của bạn. Phải nói có cái điều, nói to, nói nhiều ý, không cần nói hay, là mọi người sẽ vượt qua được cái phổ điểm 28. Có nghĩa là bạn sẽ đạt được B1, bạn sẽ được 30 hoặc 32 điểm nói trở lên. Mà 30 và 32 điểm nói là điểm B1 trở lên. Mọi người hãy tin mình. Với kinh nghiệm chấm điểm, với kinh nghiệm quan sát cái bài thi, mọi người phải lưu ý những lời mình dặn cho kỹ. Được chưa? Vậy đó là buổi tối nói hôm nay. Một tí nữa mình sẽ gửi cái link thi thử tất cả các kỹ năng lên trên nhóm. Mọi người dành thời gian bấm vào phần thi viết thì demo thử. Dành thời gian bấm vào phần thi nói thì demo thử. Dĩ nhiên chấm điểm hay không? Không. Đã là thi thử không chấm điểm mà các bạn sẽ tự tin phản xạ với bài thi như thế nào. Bây giờ nhớ nhắc lại. Viết email cho chuẩn. Và gửi mình xem sớm để học, đúng không ạ? Bạn đừng chơi đến phút chót. Hãy nhớ rằng mình không là ai cả,
mình chỉ là một giảng viên rất bình thường. Nếu hồi xưa mình còn quyết định này nọ được, nhưng bây giờ mình đã dặn các bạn học sao đi vậy, hãy dành thời gian nghiên cứu. Hay bỏ, ok, được chưa? Ok rồi.